ban chia Phật tử ông sẩm đai sát từng lái tiền tài nên sáp cục cục nia bồ tha chỉ vật là bọc sát từng lái so tài miên dịch đầy sáp nơi khang trong bồng phớt cục cục pran mà giang tiết sát từng lái rồi mình càng dốt nơi thọ bon thọ ba hơi nâng tư tam dịch hạ cầm nè đại phượng báp rồi mình lại được sao tốt nông nổ ruộng chấm này nè phượng bón rồi mình từ căn sự thàn su nâng của ông đầy chân á là dương bạn đầy chân là rụt cài nâng anh chỉ vật là bỏ sạch tiền lại nâng cứ chân anh rồi mến miền ca bạch lý chỉ tiên bổng thốt nâng là dương ớt ai cầm đọt là trời dụ bổng na trời sạch nơi tì na trời sạch đôi chùm ngư ở vây cứ dương ớt ai cầm đọt tự bàn tì nâng là sạch hai đo prôn bổng na của bổng nâng bạn thấy những ai bị cha là na từ nông vật thô đây của ông sầm đây anh ha ayu usma giờ về nhiều nàng giờ tia cài giang giờ hòn để mang áp vật tháo để tia xế để đi ra tháng và cả lên cả răng nên là ayu cái đấy lương thiệt đấy bình nhiên cái đấy tại lẽ bóng nơi cài nít từ cà nà hơi anh đang chia ca và chia nơi sự phê vẹp bất và có chia ca và ca nơi ở đây là sạch chả nên ca để khơi trăm tay ayu phương thiết năng vĩnh nhiên nó pru ọt miên ấy trời trời bài thuyền tế sát lục năng ọt miên là bài thuyền tế bởi dương dây đòi rây ở sát chạ năng cứ ọt miên sát lục chỉ nẹ bài thuyền tế bởi dương dây đòi xót nằm mắt tay dương người slap đi slap là nô slap ấy chân tờ bằng tay đòi bất đại bò rằm mắt năng vừa ọt miên là nà slap vì con ta ayu phương thiết vĩnh nhiên năng vì bài thuyền tế là lột tế nên ả dụ nâng về trâu rồi lốt lương thiết nâng về trâu rồi lốt vinh nhiên nâng về trâu rồi lốt anh nâng với cái sao nó mọt là sạp tờ tại ta bất tới về ọt miên để sạp vì miên trăm tay vinh nhiên nâng rồi lốt nâng ấy vì miên con là ả dụ nâng về ọt tới tập năng ai nâng ấy vì ọt miên là na trâu tờ sạp ấy trâu tờ cao ấy tờ tiết tê đôi bà đệ xăm thị vinh nhiên đôi chỗ tệ chật đôi bà đệ xăm thị chật tập năng ai trong chất năng viêm men như người nà nên người với chiếc bò rầm mắt là thua sốt nên ắt miên sát bộ cố lực nòng chất năng thể và đệ sanh thị bình hiến viêm men sát lục và đệ sanh thị tê chất tê và đệ sanh thị đang đầy chậu tệ năng còn men sát lục chậu tệ đài cứ diệt chậu tệ chất nó chỉ cạnh là người nó nòng chất năng thừa cách chậu tệ năng ảnh miên như người nà anh đang dương bị cha na chẳng hạn về cả sự thế cả phản ngã khơi cả bất đại chi ở đây ở sạch chạ năng ấy anh đang ở chi tu cả sạch chạ tới tê anh đang ngày ọt miên sát bậc cô na từ từ cả tục ấy chỉ mui và bạn chặt ấy anh đang bay kia hơi anh đang ngày chỉ đồn đang từ bay kia hơi ọt tê ọt miên tê đòi sao nằm mắt ta chỉ đồn men vấn đề đòi bất đại bò nằm mắt ọt miên chỉ đồn tê miên trâm đề rút về tình nghĩa sang ngã sang kha bình nhiên ta vẫn đang ảnh nên là ta vẫn đang ảnh ọt ọt miên đặt tay bài thi cai ông pi băng giật khăn đang bài thi tờ tề đang giật nhau bị cha na thô anh chàng á bị cha na rươi rươi á mình đạp hơi chào tờ tề mình đạp hơi hay tờ tề rút về tình nghĩa sang ngã sang kha bình nhiên ta vẫn đang ảnh ọt miên sát bậc cô đã tới cai âm pí rút về tình nghĩa sanh ngã song kha và nhiên tề anh đang ở dương bàn đằng chân cà bớt về trời bàn bao bằng hang đòi pre sầm ma sầm bột và ông bao bằng hang cà bớt dương kịch hạ dương năng về bài thuyền dương năng về trời sạp dương năng về trời prot pra ấy dạng na dạng này để tam bớt tới ọt miên sọ về trăm tay chia ca và bớt tới này rút một thua nâng niềm mà thua tại phần đầu anh miền sát bậc cô là ná cai ông pi ru bậc thua niềm mà thua nâng tiền hỏi sát bậc cô có men ru bậc thua niềm mà thua nâng đài nâng chàng với miền đời đời sau là mặt tư tế thay chi bậc xong thay chi chỉ đôn thay chi nâng đi nâng đô bậc mà đai bọn ôn sát là mặt nâng nông niềm mà rụp nâng anh nâng ngày sát là mặt tư nông niềm mà rụp nâng tại tam bất niềm mà rụp nâng ọt miền khuôn anh phò vì cai ông pi bị chay tư tế niềm mà rụp nó cứ như phao bao bạch chay vậy ta anh đang ngày viêm men trâu niềm mà rụp nó miên khuôn anh chia niềm mà rụp hai cái chia mà nu hai ọt tê cứ cái một pi bạch chay rồi tê à vậy na để cái một pi bạch chay ở vậy nó vừa ọt miên khuôn anh đang chẳng ai thua anh đang nhìn vô mà xa sạp á men sạp hơi
hay hay đáp hơi cháu đấy bởi đáp hơi cháu ở vô là chân bộ thua nên miên chìm rơi nè nè trời đáp hơi đáp tiết cực hơi cực tiết đau vô thì sao không nè sẽ cả ra nên rồi ngay nó miên ấy cả đăng ở rong ca soi ở rong đừng o đăng rương ra nông lộn nó miên trăm tay bình nhiên thì đã xâm khán trong bình nhiên lại đăng ở rong nó miên mềm dường nên chẳng hay bà ru về tình yêu sang nga song khai bình nhiên mình men dương để hỏi đây dương tự bạc ấy nên dương ở miền tây miền tây ru về tình yêu sang nga song khai bình nhiên đang thế nên người chắc bà ru về tình yêu sang nga song khai bình nhiên mình men dương để hỏi đây dương tự bạc ấy hay dương tự bản ấy vì ở miền nẹp bám ở miền nẹp bát này vì miền đời 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 tôi cả sang chạy tập nó anh là người đây ông đang là miền để tục tế để cả lần miền để tục tế để tàng nữ miền để tục tế để bày thịt lì để tây cai ông pi tục ở ạt miền anh đang nghe bồ đề ca bảo bảo ông nâng cứ gì bảo bồ đề ca non sạt lâu nói tranh ông pi sẽ đây tục tự ba nó nè là người đây ông đang là người ca dung ca sau sau ấy từng o nó người ạt chia bảo giàu tề tề là người đau dương cho chúng biết đời sát hàng song kha chặt tục tới thà bà cô chỉ ti rồi lanh ấy dân tới đàm nay này lô phe cho chúng biết non sát hàng song kha non nhiệt non từ cô ấy dân tới có dùng sao cây dân tư nên nâng mau ông pi mình đăng cà pết nên cái tài dương nó bị bạc bằng này đi bạc bằng là nô nên bị nia chạ giang đi bị nia chạ giang nô đại tam bật tới vì ọt miền thế là đời bật đại bò là mặt nó vì miền trầm tài ru và thua đằng niềm mà thua thì ru và thua nó cứ thiệt ọt đằng đôi chỉ ru cái để ru cái dương từng mưu nè càng để bị trông sợ đào bạt chương nó chỉ ru và thua là người hay sau bay được ca này dễ nó có chỉ ru và thua đây nè nè ca này dễ ca lực đây ca bị ca đây sầm tao ấy từng ọt nó chỉ ru từ từ chia bình ngắt từ rùa tới đây đại à sai nơi nè à sai nơi chết đại ngang rùa nó ở bờ bờ tới đại nát nơi chết ta chở rùa nè ngang rùa ở bờ bờ tới miền cam mà chở rùa nâng phong rùa nó bị cam bị cam hay chết nó nhìn nè bị chết ra chân đá nè ơi chết này dễ chết đây ấy từng o nâng vì chở rùa tới đây sầm lây nâng vừa ăn đăng luôn vía thật say tới đây vì chở rùa nên ngay sầm lên khuôn ai nó ắt đăng đặt khuôn ai nó kia sầm lên tới tê nên ngay hay à cai bị ca ai từng ao lực đại đặt bạt li ai từng ao nó qua chìa ru đại ắt đăng rương ai tê chẳng ban chìa ru và thoa nó gì thiệt ắt đăng đôi xạ sọp chẳng xạ sọp nó nhiệt nhôm nơi ru có tập năng sập tới có tập năng vì miền phải ai đây nơi trường nơi muộn nơi mục nơi từng ao đằng ta hãy ai bàn chìm mình cầm lại thay vì ắt miền niềm niềm đang xây kế chất nàng ai ắt miền bình nhiên ắt miền chất để với đâu chỉ xạ sọp nàng chẳng rõ ngay về miền để chất bình nhiên này nâng ru nàng ai chất nâng bình nhiên nâng từ môi tới tê men xây nghĩa tê chất nâng có bình nhiên nâng bị chất từ môi tới tê chẳng chỉ ru cái nó để ai chèn dây chè đây chè tha bỏ được phố cả hai ai sọc group ấy từng ơ nó là sai niềm cứ chết nặng ngày thế nên chết là bật tư chê thưa ni thưa nụ ấy nó là sai chết nâng gì nè chặt chay chết ta chờ rụp cạn bị chết nâng về chặt chay tơ ở chê thơ ca nghe chê cùi chê cao kê ấy nó chết nè bị chia tới tê à sai nâng kheo à sai kheo mà ha phụ tử rụp nè nâng à sai đầy tực lương kheo nó bị ngăn rụp nâng nên người đàm nai chặt nâng riệp chom tới chặt chay tới chè đau chè show chè cùi chè dây chè đạp thôi ấy chẳng tới nên người ta bất rụp nó ngọt đằng để đằng nó tua vì nhiên tới tê vì nhiên nó đằng ở rầm đằng rương ra ấy sập chụp nó vì nhiên tê hay vì nhiên nó có viêm bên nơi từ đai đai về cát lốt vì nhiên đi mà sao mày nó về cần lòng bạc từ hời vì nhiên khơi rụp xê vì nhiên lư sầm lên đằng khăn đằng rô đằng thao thập bẹ nó xê nia đằng ọ cả lại hai khơi nở ram năng hai lướt từ vịnh áp miên vịnh nhiên na thật nở rồi hồ tề anh đang ngày sông bay đây vịnh nhiên luôn ai nâng có vị chia pha là bao phải chạy đây anh nói vị chia pha là bao phải chạy đây men cả ai ai như nè vịnh nhiên nâng có chia pha bao phải chạy chân non lục nếu vịnh nhiên để phải chạy nâng pha bao phải chạy anh đang ngày cái hai thà hai pha
ហើយនឹងហេតុផលមានបច្ច័យមានផលនឹងឯងអានឹងចឹងហើយបធម៌មានជម្រៅដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បីសិក្សារឿយៗទៅអត់សូវកើតទុកទេព្រោះអាការៈដឹងរឿងរ៉ាវអីទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនយើងដឹងវាត្រឹមតែវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះឯងអានឹងញាតិញោមចឹងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមកភ័យឆ្នាំ 30 ឆ្នាំហើយទេព្រះអង្គដែងធေါ်ជ្រៅចឹងធ្វើមិនអ្នកស្ដាប់នឹងយល់ថាមកពីជ្រៅហ្នឹងហើយបើប្រឹងដែងឲ្យញឹកបន្តិចហ្នឹងហើយព្រោះបើមិនព្រមលឺថ្ងៃនេះទេវានៅតែអត់លឺអញ្ចឹងចាំពេលណាបានយើងព្រមលឺធေါ်ជ្រៅហ្នឹងធေါ်តែមានជ្រៅពេលណាបានយើងចាំលឺបើអត់ចាប់ដើមពីឥឡូវតែប្រមាណជាទៀតប្រមាណអសង្ខ័យទៀតបានយើងព្រមលឺហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់ដើមពីឥឡូវទៅវាឆាប់ផលឆាប់បានផល ហ្នឹងអញ្ចឹងចាំបានថាព្យាយាមញាតិញោមពិចារណាទៅវាអត់មានសត្វបុគ្គលណាជាអ្នកស្លាប់ទៅទេវាត្រឹមតែជាការបែកធ្លាយទៅនៃរូបនៃវេទនានៃសញ្ញានៃសង្ខារនៃវិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះឯងហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យពិចារណាធម៌អញ្ចឹងរឿយៗទៅញាតិញោមកើតសទ្ធាកើតបញ្ញាអត់ញាប់ញ័រទៅទេ ទោះបីជាមានរឿងរ៉ាវអីធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងម៉េចក៏អត់ញាប់ញ័រដែរព្រោះបានដឹងការពិតថាវាត្រូវតែអញ្ចឹងអានេះរូបកាយនឹងវាត្រូវតែបែកធ្លាយអញ្ចឹងអានឹងអញ្ចឹងអត់ញាប់ញ័រចង់បែកធ្លាយចង់ស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅតែមិនបើរូបកាយនឹងវាត្រូវបែកធ្លាយអញ្ចឹងព្រោះរូបនឹងប្រែថាបែកធ្លាយអានឹងហើយរូបៈរូបៈហ្នឹងហើយយើងមិនមែនរូបចាំនិយាយថាមិនភាសាខ្មែរទេ រូបៈរូបៈហ្នឹងវាសាបលីយើងហៅទៅរូបរូបហ្នឹងរូបហ្នឹងប្រែថាបែកធ្លាយរូបៈរូបៈហ្នឹងប្រែថាបែកធ្លាយអានឹងហើយយើងរាល់ថ្ងៃមានរូបស្មើនឹងមានការបែកធ្លាយវាអត់ចម្លែកទៅទេព្រោះយើងនាំបែកធ្លាយហ្នឹងទៅជាមួយអានឹងហើយរូបហ្នឹងប្រែថាបាក់បែកអញ្ចឹងណាបាក់បែកធ្លាយអីអញ្ចឹងទៅ ហើយនឹងអញ្ចឹងយើងទៅណាក៏ដេកជាមួយនឹងរូបដើរជាមួយនឹងរូបហូបជាមួយនឹងរូបធ្វើកិច្ចការងារអីសពសារទៅជាមួយនឹងរូបស្មើគ្នានឹងនាំរបស់បែកធ្លាយទៅជាមួយដូចយើងស្ពាយក្អមទៅតាមអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃវាហត់យើងស្ពាយក្អមទៅណាណីទៅណាក៏ស្ពាយក្អមទៅណាក៏ស្ពាយក្អមតែក្អមនឹងងាយនឹងក្នុងការបែកធ្លាយអត់ថាងាយណាប្រយ័ត្នតែមិនប្រយ័ត្នវាបែកយ៉ាងណារាល់ថ្ងៃយើងស្ពាយរូបនឹងទៅតាម ស្ពីរូបនឹងទៅតាមវាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនដេកសិតប្រយ័ត្នមូសបាច់មូសខាំថាធ្វើដំណើរទៅណាមណាត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពខ្លាចបែកក្បាលហើយនឹងវាភ័យវាអត់ប្រកែទៅទេបោកតាន់តិចទៅនឹងងាប់ហើយបើមិនងាប់នេះក៏ឈួតដែរហើយនឹងវាសៃប្រសាទវាឈាមកកក្នុងសៃឈាមអីចឹងទៅត្រូវវះកាត់តែមិនឈាមតែមិនរលាយឈាមកកនឹងទេវាទៅជាស្លាប់មួយចម្រៀងខ្លួនទៅវាត្រូវអត់ចលនា មកជាហៀងខ្លួនចឹងទៅវាពាក់ព័ន្ធច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានជារូបនេះគួរតែការបែកធ្លាយងាយបំផុតហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាអត់ត្រូវហួងហែងពីពោះរូបនេះទេចង់បែកធ្លាយថ្ងៃណាក៏បែកធ្លាយទៅសំខាន់ការដែលយើងមានធម៌សំខាន់ដែលយើងមានកុសលហ្នឹងណាហ្នឹងហើយព្រោះរូបយើងមានបានយកទៅជាមួយណាត្រូវបែកធ្លាយត្រូវចោលត្រូវដុតចឹងទៅអ្វីដែលអាចយកទៅបាននោះគឺកុសលធម៌ហ្នឹងហើយមានទានកុសលមានសីលកុសលមានភាវនាកុសល ដែលគាត់បីចម្រើនរឿយៗប្រចាំថ្ងៃនឹងហើយដែលអាចយកទៅបានជាមួយហ្នឹងហើយតស្មាករយៈកលយានាំងនិច្ចយ៉ាងសੰប្រាយិកាំងបញ្ញានិបរលោកាស្មឹងបតិថាហោនិបានិណាំងព្រោះហេតុដូច្នោះហើយសាធុជនអ្នកមានចំណងចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអំពើល្អហ្នឹងហើយ ដើម្បីអំពើកុសលនឹងឯងជាទីពឹងរបស់បុគ្គលទៅកាន់បរលោកហ្នឹងឯងព្រះអង្គតែអញ្ចឹងមានតែកុសលនឹងឯងជាទីពឹងរបស់យើងទាំង